Cẩm Tú kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh được dự báo may thay đổi, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dòng rải rác, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 34 độ. Sau đây sẽ là chi tiết thời tiết các khu vực trong tỉnh. Ở khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh bao gồm huyện Tân Biên và Tân Châu, Mai thay đổi, chiều tối mai sẽ có mưa nhỏ, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ, độ ẩm 91%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, bao gồm huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, mai thay đổi, đêm nay và chiều mai sẽ có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 cho đến trên 34 độ, độ ẩm 91%. Ở khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu Khu vực này được dự báo mai thay đổi, đêm nay có mưa nhỏ, chiều tối mai sẽ có mưa, mưa rào, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ, độ ẩm 90%. Đối với khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, khu vực này mai thay đổi, chiều tối mai sẽ có mưa nhỏ, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến trên 34 độ, độ ẩm 92%. Ở khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, may thay đổi, chiều mai sẽ có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến trên 33 độ, độ ẩm 91%. Cảnh báo mưa dông kèm theo nguy cơ xảy ra gió giật mạnh, lốc xét gây nguy hiểm cho người dân. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Có Đông, trong khoảng từ 0.70 cho đến 0.75 mét. Và bây giờ sẽ là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý khán giả, theo thống kê, khoảng 58% trẻ em trong nhóm từ 6 đến 59 tháng tuổi tại nước ta bị thiếu kẽm. Đồng thời cứ 3 trẻ thì có một bé thiếu sắt, thiếu vi chất dinh dưỡng dễ dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch. Sau 2 năm dịch Covid-19, thời gian vừa qua liên tiếp có các dịch bệnh về hô hấp, tiêu hóa, sốt xuất huyết, tiêu chảy. Đây là hậu quả của tình trạng nợ miễn dịch. Trẻ không được tiếp xúc với bạn bè với virus vi khuẩn đó nên không có miễn dịch phù hợp. Thiếu hụt miễn dịch khiến cho trẻ dễ mắc bệnh. Bên cạnh đó thì tình trạng đói vi chất dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của trẻ, đặc biệt là sắt và kẽm. Sắt tham gia vào quá trình sản sinh ra các tế bào miễn dịch, Lipot t giúp chống lại sự tấn công của virus vi khuẩn. Vì thế khi cơ thể trẻ bị thiếu sắt, hệ miễn dịch sẽ suy giảm. Kẽm cũng đóng vai trò quan trọng với hệ miễn dịch vì kẽm vừa là thành phần vừa là xúc tác tăng cường sản xuất các yếu tố miễn dịch từ đó tạo ra một hệ thống phòng thủ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc, từ năm 2018 đến năm 2020, khoảng 58% trẻ em trong nhóm từ 6 đến 59 tháng tuổi bị thiếu kẽm. Trẻ thiếu sắt thường đi đôi với thiếu kẽm. Nghiên cứu của cuộc điều tra dinh dưỡng Đông Nam Á cũng chỉ ra rằng bữa ăn hàng ngày của trẻ em Việt Nam thiếu đến 50% nhu cầu vi chất như là vitamin A, kẽm, sắt. Các thực phẩm như thịt bò, trứng, hào, sò, ghẹ và một số loại rau lá xanh giàu kẽm và sắt. Tuy nhiên thì tỷ lệ hấp thu kẽm và sắt từ thức ăn thấp, từ 5 cho đến 15% với sắt và kẽm là từ 10 đến 30%. Chưa kể việc kẽm và sắt bị phá hủy, hao hụt trong quá trình chế biến. Vì thế cha mẹ cần lưu ý vấn đề nhân đôi đề kháng, nhân đôi miễn dịch nghĩa là bù lại phần miễn dịch đang thiếu và nhân đôi lên để đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ. Để làm được điều đó, chúng ta cần phối hợp rất nhiều yếu tố bên ngoài, bên trong. Trong đó, điều quan trọng nhất, phát triển bền vững lâu dài là từ dinh dưỡng, tăng cường đề kháng qua đường ăn uống. Cụ thể, trẻ dưới 6 tháng tuổi được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ, sữa mẹ có nhiều miễn dịch. Trên 6 tháng tuổi, cha mẹ cần cho trẻ ăn đa dạng hợp lý, cân bằng 4 nhóm thực phẩm chính là đạm, đường, chất béo để duy trì năng lượng, đủ các vitamin và khoáng chất để tăng sức đề kháng, tăng tập trung và tư duy cho trẻ. Trong đó chú ý tăng cường thực phẩm giàu vi chất kẽm sắt có trong thịt bò, tôm, cua, ghẹ, gan động vật và thực phẩm giàu vitamin A, C, E như là cam, quýt, bưởi và các loại rau xanh. Quý vị thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.